King Crab Lake. Này là Lê Hoàng Hiệp, Lê Hoàng Hiệp quả tặng cho mama hôm sinh nhật, rượu với lại mama làm rượu với lại mama làm xào bơ tỏi ngon vãi, nó to thật đấy chứ, ăn một cái chân gần no. Hay là uống rượu nhỉ, hay là mở chai rượu uống nhỉ? Chẳng nhẽ ăn đồ biển này mà lại không không có tí tiểu là ma thì nó hơi có lỗi với đồ ăn ngon. Mẹ uống rượu trắng hay rượu đỏ? Rượu đỏ à? Rượu trắng nhà mình cũng có rượu ngon. Rượu trắng nhà mình cũng có rượu ngon mà rượu đỏ cũng có rượu ngon. Cái chai này thì tao không có uống không? Uống cái chai này này. Con tìm gì? Chai trắng ngon. Chai này cũng ngon à. Chai này thì rất là ngon. Chai này là cái chai kỷ niệm 40 năm. Nó là 27 của Raymond Napa Valley. Thì chai này thì tuyệt ngon. Giá của nó là 60 mấy đồng một chai, mà ở trong Costco có một đợt nó sale còn 25 đồng, không 30 mấy, 35. Hồi đấy con bảo nó sale còn sale 30 mấy đồng, hồi đấy con mua 5-6 chai gì đấy, xong rồi đợt sau rồi mua đợt sau rồi mua thêm đấy, bây giờ uống chai nào? Tôi uống chai này đau bởi vì là Napa Valley thì chai này nó full body, nó hơi nặng. Vân nó mang đến này. Cái này có cái này là cái này. Cái này. Xong rồi đấy. Chị Vân chị xong đấy. Cái này là thần rượu. Một phát ra luôn. Mình không biết uống rượu nhưng mà thỉnh thoảng uống một ly vang thì ok cả nhà. Thỉnh thoảng uống ly vang nhưng mà chính vì là không biết uống rượu cho nên là cứ phải chọn mấy cái chai nó ngon thì mới uống, không thì nó bị phí mồm. Ui giời, thơm lừng, mở ra một cái thơm dã man luôn. Lấy ly chưa? Chưa.
thơm kinh khủng khiếp. Để cho lấy ly, mẹ không uống ly xấu đâu. Ở trên đây có ly đẹp mà. Không đẹp. Mẹ nghĩ là để uống đại trà. Ly ở quý phái à? Quý phái sang trọng. Phát đàng hoàng. Cái ly này có phải ly uống vang không? Ly này uống cồn nhắc sao ấy. Ly uống vang nó cao cao cơ. Ở trong kia rất nhiều. Cái ly này có đẹp không? Ờ, cái ly ly uống vang là thử rượu. Ngon. Mẹ sẽ rất thích kiểu này. Êm đềm. Rất là êm đềm. Đấy. Chứ không thì nó hơi có lỗi với lại đồ ăn ngon. Mà ăn hải sản là mình cứ phải bốc bằng tay. Ăn mà thìa dĩa này kia các thứ mệt lắm. Ngon tuyệt của mèo. Ở bên này nào, đồ hải sản kể cả là cua hoàng đế với lại mấy cái tôm hùm các thứ nó rẻ kinh khủng mọi người ạ. Tôm hùm ấy, tôm hùm, lobster đang bơi người ta bán 10 đồng một pound, 12 đồng một pound tùy. Một pound khoảng gần 5 lạng. 2 pound là 9 lạng cho là 1 cân à 20 đô. 1 cân tôm hùm. Cho nên ở bên này á, đám cưới nhà nào cũng có tôm hùm, nhìn mà phát sợ luôn. Trong khi mẹ ơi, uống đi. Trong khi ở Việt Nam á, 2 triệu một cân, gần 100 đô. 2 triệu mấy. À, quý nó nhau lắm hay là chiêu đãi gì mới đã tôm hùm. Đối với thực sự những người lao động thì bảo là ăn miếng tôm hùm thì hơi xa xỉ. Còn ở bên này á mà ăn tôm hùm là rất là bình dân. Rất là bình dân. Sức khỏe mẹ. Happy birthday lần nữa. Happy birthday. Ok.
Xin mời cả nhà nhé. Tỉnh thơi một tí sau một ngày làm việc và nghỉ ngơi. Hai mẹ con enjoy. Buổi tối làm một ly rượu ngủ cho nó ngon. Mẹ ăn thử miếng đi, ngon lắm. Này. Nước chấm ngon không? Nước chấm ngon. Lê Hoàng hiệp quả. Đây là của hiệp quả, tức là Hoàng Hiệp Lê. Biểu bà sinh nhật. Hình như chai rượu của Hoàng Hiệp đấy. Rất ngon. Ừ. À không. Hả? Chai kia của Hiệp. Chai này của Mai Lam. Thơm quá nhỉ? Thơm. Chai này ngon. Nó uống đầm. Ừ. Êm đềm nữa. Không bị nó không có sốc, không bị gắt như kiểu Napa Valley. Cái chai kia ấy phải để hả khoảng 30 phút nó mới ngon. Nói chung là van mà mở ra thì đều phải để hả. Chai này hả tí nữa ngon, nhưng mà như này cũng vẫn ngon. Ngon quá. Cái này chắc tối nào nó uống cho nó hết cái chai này. Mai lại làm cái gì đấy uống nhá. Tối mai nhá. Hả? Này mẹ. Hả? Do cái kia là con cắt. Một cái chân lên mà nó to thế. Ăn mãi. Ở bên này á, tôm hùm này, cua này, king crab này, rồi đủ thứ hải sản rẻ mà tươi ngon. Nhưng mà những cái món ví dụ như là không có là bề bề hay là tôm tích thì ở bên này không có. Bề bề có. Có không? Đông lạnh thôi. Đông lạnh, bề bề đông lạnh chứ làm gì có được tươi. Không thể nào tươi ngon như là. Nhưng mà Việt cua Nam bể thì tươi mà ghẹ thì tươi. Cua bể với ghẹ với tôm hùm thì tươi. Mẹ thì thích ăn ghẹ cơ. Có như hôm ghẹ nó rất tươi nha. Có mỗi mình mẹ, không có ai ở nhà. Có con ở nhà. Mỗi đồ chục con về luộc. Ăn thịt ghẹ nó ngọt lắm. Thỉnh thoảng. Cua thì nó nhiều thịt, nó thơm nhưng mà ăn nó bạ lắm. Ăn ghẹ nó ngọt lắm. Nó không ngán. Nhưng mà ăn liên tục thì ngán lắm. À. Bên này còn có cái con crawfish. Và con tôm đất hay gì đó. Con ấy ngon. Mà ở Việt Nam ấy. Không, thì chỉ có đông lạnh thôi, không có gì là không có tươi như ở bên này. Cái này nó luộc qua với muối rồi, mình về thấy hấp. Nó mặn, một là mình phải rửa, nhưng mà mẹ thì lại cẩn thận, mình không dám rửa, sợ nước lã nó vào, mẹ không thích. Lau khô xong lấy cái khăn lại nữa ướt, lại lau khô, cắt ra từng khúc một để cho nó hở cái thịt của nó ra. Thanh tìm lại. Xong bắt đầu cho dầu ô liu này, cái lá thơm tươi ấy, cái lá này này. Lá đấy là lá nó rất là tươi. Lá cắt ở ngoài vườn vào, cho vào phi lên mấy hành tỏi. Mỹ nó hay làm steak các thứ nó cũng đều phi cho cái hành lá này. Tỏi vào xong rồi là lá mùi cây rang cái này lên, rang cái lá nó rất thơm. Đúng rồi, như là lá mùi tây. Ừ. Xong rồi cho thêm ăn bơ vào, spaghetti tỏi hay là vào. Cái gì nó cũng đều cho Mỹ nó. Rồi bắt đầu cho càng cua vào, vắt chanh vào và cho những cái lát chanh này vào, rất thơm và rất ngon. Ngoài mình vắt chanh ra thì cho những cái này vào ấy, cho những cái lát chanh này vào thì cái
cái mùi của cái vỏ này nó thơm dễ sợ, nó đánh tan hết cả những cái mùi hôi và mùi tanh của cái con cua, của cái đấy, của cái càng cua. Ăn nó không còn cái mùi vị gì của cái đó mà nó rất là thơm và rất là ngon. Làm bếp thì mẹ chỉ ăn chứ mẹ chưa làm cái này bao giờ. Nó cay lắm. Mà phải nghĩ ra để cho nó cái lá này mùi nó dễ chịu nhỉ. Thơm lắm. Ăn steak với lại cho cái này vào nó rang lên. Spaghetti này kia có tính là đúng kiểu Mỹ luôn. Nó hơi cháy cháy xem xém mà nó thơm dễ sợ. Hai cái càng hai mẹ con ăn hoài. Mãi không hết. Cái này này lấy ra chưa? Để hết rồi. Này cái vụn của nó này. Uống tí rượu thấy nóng gan hết cả người. Con thế thôi là men xưa rồi. Hơi tây tây rồi. Mẹ uống hết chai này chả sao. Mà không thích. Đại cho đủ lạnh mai uống tiếp. Thế sao? Mà uống thế là có chừng có mực. Không nghĩ ra uống rượu không có ướp lạnh trước nhỉ. Ừ. Cho vào tủ lạnh trước. Cái này phải cho vào lạnh là mai uống ngon lắm. Uống ngon lành cành đào. Mai order cái gì về uống rượu đi. Cơm mãi chán lắm này. Lại ghẹ kia các thứ nhá. Hay đi mua ghẹ nhá. Hấp bia. Đúng rồi, nhẹ hấp bia hay là tách. Ăn thịt bò mấy ngày hôm nay tách làm gì thôi. Ăn hoài thịt bò. Nhà mình thịt bò ngon dễ sợ. Lại ghẹ. Phở bò, bún bò. Lại ghẹ bún thì ít, phở ít, đồng thịt ấy. Nhẹ ghẹ hấp bia nhỉ. Ừ, quá ngon. Ăn ghẹ nó ngọt lắm, ăn ghẹ nó tốt lắm. Xem có cái gì mua ngon thì mua, ví dụ kêu nhiếc các thứ này. Mời mẹ hấp lên cho, hấp bia lên. Nhà vẫn còn bia, các anh mua vẫn còn. Cho chai bia vào hấp, ngon. Chẳng phải làm gì. Để chai Heineken vào hấp. Chả phải làm gì. Nãy anh Thanh buổi chiều ở Costco, bà ấy bảo có cần cái gì con mua cho bà. Bảo không, bà chẳng cần gì đâu. Quên mất là nhà mình không còn bơ. Mấy cái bơ vuông vuông dài dài này, bơ nấu ấy. Chúc sức khỏe tất cả mọi người. Chúc cho mau hết dịch, nhất là bên Mỹ này, ở Việt Nam hết rồi. Chúc mừng mọi người, còn bên Mỹ này giờ đang đợi đây. Nhưng mà cũng đáng yêu lắm, cộng đồng người Việt Nam ở đây cẩn thận lắm, kỹ càng lắm. Ở đây thì không ai bị là mừng lắm, chứ người Việt Nam nào bị thì xôn xao đau khổ mà thương lắm. Ở đây thì tất cả mọi người Việt Nam nhiều thức. Nên hầu như là rất là cẩn thận, hơi dịch một tí là mọi người ra đường khẩu trang các thứ rồi, với lại khẩu trang găng tay. Các chợ hay là các siêu thị của có người Việt Nam là khi hôm nọ con đi Thuận Phát nhá, là có người lau khử trùng cái xe ở ngoài, cứ cái xe lau khử trùng xong bắt đầu mới cái mọi... xe đẩy hàng, xe đẩy á, lau khử trùng có đúng người rồi. Đứng đấy để lau rồi mới đẩy vào trong. Đúng rồi đấy. Nhân viên ở là người ta tử tế lắm, mình vào cái là người ta lau hết cái xe cho mình đấy. Và không cho vào nhiều. Hôm nay là cái vùng chỉ cho khoảng độ 15 người vào mua cả một cái chợ rất lớn. Mua xong một người ra thì mới lại cho một người vào. Quận Cam á là đông dân rất là đông, mật độ dân số rất đông, nhưng lại cái số người mà nhiễm bệnh thì rất là ít so với các nơi. Người Việt không có. Đấy. Ở Santana thì có một vài người mễ. Những người bị đa phần ở trong nursing home là những mà người già. Nursing home người già. Mà chưa ai bị chết ở đây cả. Đó.
cho nên nói chung cái vùng Nam Cali này người ta cẩn thận vì người châu Á nhiều, nhưng mà người Việt này, người Hàn này, người Hoa này, người ta rất có ý thức. Và hy vọng thì nó sẽ là cái tình hình chung là cuộc sống nó dẹp được quý lắm dịch bệnh để chúng ta có thể gặp nhau nơi công cộng một cách không phải gặp nhau ở trên YouTube nữa. YouTube nữa. Đấy. Nhớ mọi người lắm ấy, nhớ lắm. Rồi, mà nhớ Việt Nam dễ sợ.